Xin chào các em học sinh lớp 8. Thì trong video trước, chúng ta đã vừa hoàn thành xong lý thuyết của bài 21, chương 6, bộ sách Kết nối tri thức với cuộc sống, toán 8, tập 2. Trong video hôm nay, chúng ta tiếp tục đến với phần bài tập. Các em quan sát bài 6.1. Viết tử thức và phân và mẫu thức của phân thức sau. Thì ở đây các em cứ xác định tương tự như phân số thôi. Cái nằm ở bên trên thì sẽ gọi là tử, nằm bên dưới thì gọi là mẫu. Như vậy thì ở đây nhìn vào, chúng ta trả lời được ngay. Đó là tử thức là 5x trừ 2, mẫu thức là 3. Đấy. Tử là cái nằm bên trên và mẫu là cái nằm bên dưới, tương tự như nội dung phân số ha. Tiếp tục đến bài 6.2. Trong các cặp phân thức sau, cặp phân thức nào có mẫu giống nhau? Ở đây chúng ta nhìn vào mẫu này các em. 3 y bình, còn ở đây là 5 y bình. Như vậy phân thức này không giống mẫu. Ở đây là x bình cộng 1, còn ở đây là x cộng 1. Như vậy thì cặp phân thức thứ hai cũng không giống mẫu. Ở đây chúng ta có 3x cộng 6. Ở đây chúng ta có 3 tất cả nhân x cộng 2. Như vậy thì với cặp phân thức này thì chúng ta quan sát này, nó giống mẫu các em. Bằng cách gì? Các em đặt nhân tử chung của cái mẫu của phân thức thứ nhất ra thì các em sẽ thấy nó giống nhau. Rồi. Ta có 3x cộng 6 sẽ bằng gì? Mình lấy 3 ra ngoài làm nhân tử chung. Đúng không? Mình học học kỳ 1 rồi. Lấy 3 ra ngoài làm nhân tử chung thì chỗ này còn lại là x. Chỗ này 6 lấy 3, 6 chia 3 thì còn lại là 2. Như vậy thì mẫu sẽ trở thành 3 nhân cho x cộng 2. Thế thì giống y chang. Cụ thể sẽ là gì? Cụ thể nên là x trừ 1 phần 3x cộng 6. Mình sẽ biến đổi trở thành x trừ 1 phần lấy 3 ra ngoài làm nhân tử chung. Và trong này sẽ là x cộng 2. Như vậy khi biến đổi như vậy thì ta thấy rằng gì? Hai cái mẫu của phân thức này giống nhau, đúng không? Như vậy chúng ta trả lời. Vậy cặp phân thức có mẫu giống nhau là x trừ 1 phần 3x trừ 6 bấy cộng 6 và x cộng 1 phần 3 tất cả x cộng 2. Ok ha. Vậy thầy đã biến đổi ở đây rồi. Rồi, như vậy chúng ta xong bài 6.2. Tiếp tục mình đến với bài 6.3. Trước khi đến với bài 6.3 thì chỗ này các em để ý nè, chỗ này thì không phân tích được nha các em. Y mũ 2 và y mũ 2 giống nhau nhưng số 3 và số 5 khác nhau. Còn chỗ này mình có x mũ 2 thì chỗ này mình có x mũ 1 thì không thể nào giống nhau được, không thể nào biến đổi về cái giống nhau được, nên giống nhau của mình chỉ có ở câu C. Rồi, chúng ta đến với bài 6.3. Các kết luận sau đây đúng hay sai, vì sao? Ở đây chúng ta sẽ áp dụng cái tính chất đó là A phần B nó sẽ bằng C phần D. Hai phân thức sẽ bằng nhau khi nào? Khi chúng ta sử dụng tích đường chéo đó là A nhân D. Đó là A nhân D. Tích tức là phép nhân các em. Và bằng B nhân C. Rồi bây giờ mình kiểm tra xem thử là cái đường chéo của nó có bằng nhau hay không. Đường chéo này nè các em. Nó có bằng đường chéo này hay không? Mình cứ nhân như chữ X là được. Câu A. Vì âm 6 nhân cho 2 y mũ 2. Mình xem thử có bằng hay không ha. Nó bằng với lại 3 nhân cho 3y nhân cho âm 4y. Xem thử nào. Âm 6 nhân 2 là âm 12 y mũ 2. 3 nhân 4 cũng là âm 12 y nhân y tức là y mũ 2. Thì cái này cùng bằng âm 12 y mũ 2. Nè, âm 6 phần âm 4y nó sẽ bằng 3y phần
hai bậc. Đấy. Vậy kết luận đúng. Câu A. Đúng. Đấy, vì nó bằng nhau, đúng không? Rồi, ở đây cũng tương tự như vậy. Câu B. Vậy x cộng 3, mình sử dụng tích đường chéo luôn, nhân cho 5x bằng. Rồi, chúng ta nhân vào 5x nhân cho x, nhân đơn thức và đa thức kia, thì nó sẽ bằng 5x bình. 5x nhân cho 3 thì sẽ là cộng cho 15x. Và mình kiểm tra cái đường chéo còn lại. Đường chéo này chúng ta nhân rồi, thì bây giờ chúng ta kiểm tra đường chéo còn lại. Và 5 nhân cho x bình cộng cho 3x bằng. Mình có 5 nhân x bình sẽ là 5x bình cộng cho 5 nhân cho 3x sẽ là 15x. Như vậy thì mình nhìn thấy nè, 5x bình, cái bên này mình biến đổi thành 5x bình cộng 15, bên này mình biến đổi cũng là 5x bình cộng 15. Như vậy rõ ràng hai đường chéo này nó bằng nhau, đúng không? Nên gì? X cộng 3 phần 5 sẽ bằng x bình cộng cho 3x phần 5x. Và từ đây chúng ta cũng kết luận được. Vậy kết luận C, kết luận B đúng. Rõ ràng khi mà chúng ta nhân cả hai cái đường chéo này mà nó bằng với nhau á, thì cái phân thức, hai phân thức này sẽ bằng nhau. Ok ha. Rồi, tương tự như vậy, câu C. Vậy mình cũng lấy đường chéo thứ nhất mình nhân với nhau. Ba x nhân cho 4x cộng 1 nhân cho 1 trừ 4x. Thì ở đây nếu như bạn nào mà còn nhớ thì cái cụm này của mình á, mình đảo ngược lại tí xíu thì nó là hằng đẳng thức. Đây ha, ở đây thầy bàn 3x, chắc là thầy thêm một bước nữa, 4x cộng 1 thì thầy đảo ngược lại đó là 1 cộng 4x. Cái này đều là dương hết nha các em. A cộng B thì B cộng A đó, tính chất giao hoán thôi trong phép cộng. Còn cái này mình ghi lại đó là 1 trừ 4x. Tiếp tục, cái cộng này của mình là hằng đẳng thức này các em. A cộng B nhân cho A trừ B là hằng đẳng thức. Cái này thì các em đã học ở học kỳ 1 rồi. 3x nhân, mở ngoặc, 1 bình phương trừ cho 4x bình phương, đúng không? A cộng B nhân A trừ B thì sẽ bằng A bình trừ B bình. Tiếp tục bằng 3x nhân, ngay chỗ này thì sẽ là 1 bình, tức là bằng 1 trừ cho 4 bình phương, tức là 16 bình. Đấy. Chúng ta nhân vào đơn thức và đa thức. 3x nhân 1 sẽ là 3x. 3x nhân cho trừ 16 x bình thì tức là bằng trừ cho 48 x mũ 3. Đấy. Rồi, tiếp tục mình sử dụng cái đường chéo tiếp theo, đó là 16 x bình trừ 1 nhân cho âm 3x. Và 16 x bình trừ 1 nhân cho âm 3x. Cái này thì đơn giản hơn. Đó là gì? Đơn thức nhân với đa thức. Âm 3x nhân cho 16 x bình thì sẽ bằng âm 48 x mũ 3. Âm 3x nhân cho âm 1 thì sẽ là dương 3x. Rồi, các em đối chiếu hai cái kết quả ở hai cái đường chéo mà chúng ta nhân. Cái đường chéo này nó có bằng đường chéo nào? Bằng nhau, đúng không? Đều là gì? Dương 3x, dương 3x.
âm 48x13, âm 48x13. Các em lớp 8 rồi nha, đừng có nhìn thấy mà nó khác nhau là các em bảo là nó không giống nhau là cũng đúng ha. Mình xét cái tính âm dương của nó. Đây là dương 3x nè, đây là dương 3x cộng 3x tức là dương, đúng. Âm 48x13, đây cũng là âm 48x13. Được ha. Rồi, câu C thầy ngang qua để thầy làm ở bên này luôn. Như vậy rõ ràng thì mình thấy rằng hai cái đường chéo của nó bằng nhau. Đúng không? Rồi, vì và rồi thì chỗ này sẽ là nên. Nên gì? Nên cái phân thức ở câu C đó là 3x nhân cho 4x cộng 1 phần 16x bình trừ 1 bằng âm 3x phần 1 trừ 4x. Vậy thì kết luận ở câu C cũng là kết luận đúng. Vậy kết luận câu C đúng. Rồi, ok. Như vậy thì ở đây mình có 3 câu ABC ở bài 6.3 thì đều là kết luận đúng hết. Và chúng ta giải thích bằng cách đó là chúng ta sử dụng kiểm tra cái tích đường chéo của nó. Nếu tích đường chéo của nó mà bằng nhau thì hai phân thức nó sẽ bằng nhau. Chúng ta xong bài 6.3. Tiếp tục mình đến với bài 6.4. Viết điều kiện xác định của phân thức x bình cộng cho x trừ 2 phần cho x cộng 2 và tính giá trị của phân thức đó lần lượt tại x bằng 0, x bằng 1 và x bằng 2. Rồi, vậy thì cái điều kiện của phân thức là gì? Điều kiện của phân thức. Thế các em nhớ cho thầy là điều kiện của phân số là mẫu khác không, thì điều kiện của phân thức cũng tương tự như vậy. Mẫu khác không hay là mẫu không bằng không. Như vậy mình có mẫu của mình là x cộng 2. Như vậy thì chúng ta xác định điều kiện xác định. Và cái này sau này các em viết tắt đó là DKXD. Điều kiện xác định thì sẽ là gì? Cái mẫu khác không tức là x cộng 2 khác không. Mẫu khác không mà mẫu của mình là x cộng 2, như vậy thì x cộng 2 khác không. Chỗ này các em giải thì x sẽ khác gì? Mình chuyển cái số 2 này từ vế trái sang vế phải thì x sẽ khác âm 2. Đấy. Được ha. Để xóa cái màu cam là cái nội dung lý thuyết. Như vậy chúng ta xong ý thứ nhất. Ý thứ hai, bây giờ chúng ta sẽ tính cái giá trị của phân thức đó lần lượt tại x bằng 0. Như vậy thì với x bằng 0, giá trị của phân thức là, bây giờ chỗ nào có x ta thay bằng 0 thôi. X bình này thì sẽ là gì? 0 bình. Các em nhìn đây ha. Chỗ nào có x thay bằng 0? 0 bình cộng cho 0 trừ cho 2 phần không cộng 2. Rồi. Cái này là 0, cái này là 0 trừ 2. Như vậy là còn trừ 2 phần 0 cộng 2 là bằng 2 và kết quả sẽ là âm 1. Tương tự như vậy, chúng ta tính tới ý tiếp theo. Với x bằng 1, giá trị của phân thức là, chỗ nào có x mình thay bằng 1, như vậy ngay chỗ này sẽ là 1 bình phương cộng cho 1, đúng chưa nào, rồi trừ cho 2. Rồi, tiếp tục 1 cộng 2 bằng 1 bình phương là 1, 1 cộng 1 là 2, 2 trừ 2 bằng 0, như vậy tử sẽ bằng 0. Mẫu là 1 cộng cho 2 là bằng 3, như vậy sẽ bằng 0.
Chỗ này các em lưu ý nha, tử thì bằng không được nha, nhưng mẫu không thể bằng không. Để ý nhá, nhiều bạn yếu yếu là thấy thấy số 0, thấy cứ ngờ ngờ là không được, là không đúng đó. Tử có thể bằng không các em. Tương tự với x bằng 2, giá trị của phân thức là, chỗ nào có x thì mình thay bằng 2 vào, sẽ là 2 mũ 2 cộng cho 2 trừ cho 2 phần cộng 2 bằng 2 mũ 2 là 4, 4 cộng 2 là 6, 6 trừ 2 là 4, 2 cộng 2 dưới mẫu sẽ là 4, và 4 phần 4 kết quả sẽ là 1. Ok ha. Rồi, như vậy thì trong bài này chúng ta có hai ý. Ý thứ nhất đó là gì? Điều kiện xác định của phân thức. Và điều kiện là mẫu khác không. Đấy, x cộng 2 khác không, x khác trừ 2. Rồi, và ý thứ hai đó là chúng ta sẽ tìm tính cái giá trị của phân thức tại x bằng 0, x bằng 1 và x bằng 2. Chúng ta xong bài 6.4, tiếp tục mình đến với bài 6.5. Cho A là một đa thức khác không tùy ý, hãy giải thích vì sao 0 phần A bằng 0 và A phần A bằng 1. Vậy thì ở đây thì ta giả sử cái điều này đúng, thì chúng ta sẽ chứng minh để xem thử là nó đúng hay không, tức là cái kết quả nó có bằng 0 hay không. Đầu tiên, giả sử 0 phần A bằng 0 hay 0 phần A nó sẽ bằng 0, tức là 0 phần phần 1. Biến đổi ra như thế này để làm gì? Để các em sử dụng tích đường chéo cho nó dễ. Suy ra mình lấy đường chéo đó là gì? A nhân cho 0 và bằng 1, 0 nhân cho 1. Mà A nhân 0 hay là 0 nhân 1 thì kết quả cũng đều bằng bằng 0. Như vậy rõ ràng thì cái điều mà chúng ta giả sử đúng nên nó sẽ đúng. Vậy 0 phần A bằng 0 với A khác 0, đa thức A khác 0. Tương tự như vậy mình làm cũng cho A tiếp theo. Cũng giả sử mình có cái ý A phần A bằng 1. Tương tự, 2 A phần A sẽ bằng 1 phần 1. Sử dụng tích đường chéo, A nhân 1 bằng 1 nhân A. Suy ra A nhân cho 1 thì cũng bằng 1 nhân cho A. Và hai cái vế này bằng nhau, nên cái gì? Cái này đúng. Và kéo theo cái này cũng đúng. Vậy A phần A bằng 1 đúng với gì? Đa thức A khác 0. Thật ra cái này mà nói về đơn giản thì chúng ta hiểu rất là dễ ra. Đó là không chia cho bất kỳ cái gì cũng bằng 0. Và hai cái nào giống nhau chia cho nhau thì nó đều bằng bằng 1. Đấy. Ok ha. Rồi, chúng ta xong bài 6.5. Tiếp tục mình đến với bài cuối cùng, bài 6.6. Một ô tô chạy với vận tốc x km/h. Câu A, viết biểu thức biểu thị thời gian ô tô tính bằng giờ chạy hết quãng đường 120 km. Như vậy thì mình có được cái công thức đó là gì? S sẽ bằng quãng đường sẽ bằng vận tốc nhân với lại thời gian. Thế ở đây chúng ta có vận tốc là x rồi, km/h, và quãng đường là 120 km. Thế thì theo công thức chúng ta sẽ có được S bằng V nhân T, đúng không? Thế T thì sẽ bằng gì? Thời gian sẽ bằng quãng đường chia cho vận tốc. Câu A, biểu thức biểu thị thời gian ô tô
ô tô, chạy, hết, quãng đường 120 km là. Mình có được T là thời gian sẽ bằng quãng đường là 120 chia cho vận tốc là x, đơn vị ở đây là giờ. Đó, như vậy là xong câu A thôi. Nhưng mà gì, để cho cái câu A này mà nó có nghĩa thì x của chúng ta phải là một số gì khác không, đúng không? Tức là vận tốc khác không. Chỗ này lý giải thêm thôi, vận tốc là x khác không. Tất nhiên là vận tốc thì ở đây người ta không thể cho bằng không được, vì chạy hết quãng đường 120 km mà. Nhưng mà thầy lưu ý ở đây đó là gì, cái phần mẫu của chúng ta các em phải nhớ được, đó là mẫu của phân thức phải khác không. Câu B, tính thời gian ô tô đi được 120 km với vận tốc là 60. Vậy bây giờ chúng ta không có vận tốc là x nữa, mà chúng ta có vận tốc là 60, tức là x sẽ bằng 60. Thế thì chỗ nào có x ta thay bằng 60 và ta tính được thôi. Thời gian ô tô đi được 120 km với vận tốc 60 km/h là T sẽ bằng 120 trên cho 60 và kết quả sẽ bằng 2, đơn vị là giờ. Rồi, phải xóa công thức trên này ha. Ok, như vậy thì chúng ta xong bài 6.6. Thì với bài 6.6 này thì cũng đơn giản thôi. Chúng ta có thời gian sẽ bằng quãng đường chia cho vận tốc. Và các em nhớ là với câu A thì có vận tốc phải khác không. Và đó là điều hiển nhiên, nhưng mà thầy ghi thêm thời gian ô tô đi 120 km với vận tốc là 60 km/h. Thế chúng ta lấy 120 chia cho 60 và bằng 2. Ok ha. Đó, như vậy thì chúng ta đã vừa hoàn thành xong các bài tập. Thì trong video hôm sau, chúng ta tiếp tục đến với lý thuyết của bài 22, tính chất cơ bản của phân thức đại số. Và các em đừng quên like, nhấn nút đăng ký kênh, chia sẻ video bài giảng của thầy để tạo động lực cho thầy làm các video tiếp theo. Thầy cảm ơn các em. Xin chào và hẹn gặp lại các em ở video sau. Chúc em học tốt.